Thưa quý vị, theo Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, như thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp quản lý thu thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện để người nộp thuế vượt qua tác động của dịch COVID-19, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, nên tổng thu nội địa cả năm 2022 trên địa bàn thành phố đạt khoảng 18.400 tỷ đồng, đạt vượt gần 22% dự toán trung ương giao và vượt 3% so với cùng kỳ năm 2021. Theo đó, có 13 trên 17 lĩnh vực thu sắc thuế đạt và vượt dự toán được giao, như thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước vượt 15% dự toán, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vượt 11,5% dự toán và thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh vượt 25,5% dự toán, thu từ thuế thu nhập cá nhân vượt gần 63%, thu lệ phí trước bạ vượt gần 66% dự toán. Đây là những khoản thu sắc thuế chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách nhà nước do ngành thuế quản lý. Vào đầu năm của năm 2022 thì chúng tôi là đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách thuế, đặc biệt là cái gói mà hỗ trợ chính phủ đối với doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch COVID-19. Và bên cạnh đó là tuyên truyền chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Vì đặc thù của năm 2022 là lập bộ mới cho chu kỳ 2022-2026. Theo giá quy định của thành phố, như vậy cái mức thuế hay cao. Mặc dù lĩnh vực thu không nhiều nhưng mà cái phạm vi điều chỉnh gần như toàn dân. Do vậy chúng tôi là đẩy mạnh công tác tuyên đến phường, đến phòng ngành của quận và đặc biệt đến tổ dân phố khu dân cư để người dân nắm được chủ trương này để đồng hành cùng cơ quan thuế thực hiện nhiệm vụ. Và chúng tôi là đẩy mạnh công tác là quản lý người nộp thuế, giám sát hồ sơ thuế của người nộp thuế và định kỳ để mà rà soát hồ sơ cơ thuế, đẩy mạnh công tác là thanh tra kiểm tra trong công tác quản lý thuế để chống thất thu. Thì vì song hành công tác tuyên truyền thì công thuế phải đứng sau đó và song hành đó để đẩy mạnh công tác là thanh tra kiểm tra. Số thu ngân sách nhà nước tăng trong bối cảnh kinh tế thành phố tăng trưởng hơn 14% trong năm 2022. Đặc biệt từ đầu quý 2, khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, du lịch mở cửa, kinh tế thành phố có tốc độ phục hồi nhanh, đặc biệt là khu vực dịch vụ diễn ra sôi động, tạo sự lan tỏa cho toàn nền kinh tế. Chương trình phục hồi phát triển kinh tế thì Đà Nẵng là một cái địa phương mà có cái tỷ lệ các cái ngành dịch vụ thương mại rồi lưu trú, các cái khách sạn, các cái dịch vụ số thu từ cái khu vực dịch vụ cũng là chiếm tỷ trọng tương đối. Và trong các cái tháng đầu năm và cho đến hiện nay thì cái tình hình các cái hoạt động đã có cái sự sôi động trở lại. Thì cái số thu cũng có sự tăng trưởng so với cùng kỳ. Năm 2023, dự toán thu nội địa trung ương cho thành phố Đà Nẵng là 18.431 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với số ước thực hiện năm 2022. Dự toán thu được Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân thành phố giao căn cứ vào tình hình tăng trưởng cũng như quy mô kinh tế của địa phương trong năm qua và những dự báo các yếu tố tác động trong năm 2023. Tuy nhiên, để tăng nguồn lực cho đầu tư phát triển thành phố, công tác thu ngân sách tại Đà Nẵng cần có những đột phá, trong đó cần có giải pháp khai thác các khoản thu còn tiềm năng. Năm nay đạt thì do chúng ta đã lường trước được cái mức độ khó, cho nên chúng ta sẽ giao cái dự toán cho năm 2022 thì ở một mức độ để mà ngành thuế và ngành tài chính đảm bảo thực hiện được. Tuy nhiên với cái nhu cầu mà xây dựng cũng như là phát triển kinh tế xã hội thì cái mức thu như vậy thì sẽ bù đắp cho các khoản chi vừa còn để đầu tư cho phát triển thì cần một cái lượng kinh phí rất lớn. Đây cũng là nhiệm vụ mà ngành thuế Đà Nẵng đặt ra trong năm 2023 và các năm tiếp theo, đó là chú trọng chống thất thu thuế, nhất là các lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, viễn thông, chuyển nhượng bất động sản, vốn, giao dịch liên kết, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành pháp luật trong sử dụng hóa đơn, hành vi trốn thuế, chiếm đoạt thuế, thực hiện phân loại người nộp thuế theo từng lĩnh vực, ngành nghề hoạt động sản xuất, kinh doanh để có biện pháp quản lý, giám sát phù hợp.